Rồi quý vị ơi, hôm nay là chủ nhật 15 tháng 11 2020, bonsai số 65, 5 cây sam hương, một tặng cho một cây trang sen luôn. Đó là 6 cây, tổng cộng 6 cây là 300 bao ship toàn quốc nha. Mà cái lô 65 này tôi đăng cho cái anh trên Zalo là Đặng Công Chứ á nha. Anh tên Đặng Công Chứ trên Zalo nha anh. Hôm qua rồi mua lô kia thì lô kia đã bán rồi. Hôm nay là tôi hứa quay cho anh lô nè. Rồi, đầu tiên cây số 1 nha. Rồi, một cây. Cái này mua về để bàn chơi văn nghệ cho nó vui. 300 ngàn mà bao ship mà 5 chậu vậy. Có một cây trang sen nè. Bông đặc cây hết trơn luôn thấy không? Rồi vậy đi. Chơi vui chơi thôi. Đó, để bàn chơi khách khứa gì tới tặng cho người cây. Đó. Hai cây nha. Đó. Hai cây. Cây số 3 đây nha. Cái này về mở nhôm ra nha anh. Nhôm này nó khuyết hết trơn lâu rồi, về mở nhôm ra lấy cây kèm bấm bấm nhôm ra chơi. Đó, cái này nó lâu dữ lắm rồi. À, nó ăn rễ ra ngoài, tôi mới vừa cắt rễ lên nè, thấy không? Rồi. 5 cây. Cây này cây thứ 5 nè. Cái chung này không là tôi mua 10 ngàn rồi nha quý vị. Mua bên Châu Đốc của bên Gò này tôi lựa từ cái nha quý vị, chứ không phải là mua ký lô đâu nha. Đây mấy cái chung này là nó có màu mè đồ hết trơn á nha. Đó rồi. Này nó có hoa văn, nó có chữ hết trơn nha. Đó nè. Rồi. 5 chậu với cây trang sen nè. 300k nha. Rồi anh Đặng Công Chứ nha. Xuống luôn đi ơi.